Giá gia cầm hôm nay ngày 14 tháng 4, gà công nghiệp tăng thêm một giá, ngan thịt đầu bảy vẫn khan hàng. Khảo sát giá gia cầm hôm nay ngày 14 tháng 4 tại các vùng chúng tôi thấy một số mặt hàng tiếp tục tăng giá. Cụ thể, giá gà công nghiệp hôm nay vẫn tiếp đà tăng thêm khoảng 1.000 đồng mỗi kg, giá vịt thịt nhiều nơi ở miền Trung đạt trên 45.000 đồng mỗi kg. Ngan thịt vẫn khan hàng giá cao. Giá gà thịt hôm nay, nhiều nơi đạt 37.000 đồng mỗi kg cập nhật giá ra cầm hôm nay, chúng tôi thấy giá gà công nghiệp lông trắng bán buôn ở các vùng miền bắc tăng, có nơi đạt 36.000 đồng đến 37.000 đồng mỗi kg. Theo đó, giá gà trắng loại trên 3,4 kg mỗi con bán tại các trại gia công ở Thái Nguyên, Bắc Giang đạt khoảng trên 36.000 đồng mỗi kg. Dù giá gà lông trắng liên tục tăng, nhưng giá gà ta thả vườn chưa có biến động mà vẫn duy trì ở mức vừa phải. Giá gà ta loại ngon bán buôn tại trại ở Hà Nội. Hòa Bình đạt trên dưới 90.000 đồng mỗi kg. Giá gà mái di loại 1 trên 2 kg mỗi con nuôi dài ngày có trại bán được trên dưới 100.000 đồng mỗi kg. Giá gà miên sơn tây bán tại các trại ở Hà Nội, Bắc Ninh, từ 85.000 đồng đến gần 100.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt hôm nay, giá vịt ba miền ngang bằng nhau. Chia sẻ thông tin giá vịt hôm nay với chúng tôi, nhiều chủ trại tỏ ra rất phấn khởi vì vịt được giá cao. Lứa vịt này được giá cao nên gia đình cũng có lãi khá. Tôi dự định bán hết sẽ vào lứa mới để chăn nuôi tiếp vớt vát lại thua lỗi cuối năm vừa qua, bà Phạm Thị Phượng ở Quảng Trị nói. Giá vịt siêu thịt giao dịch ở các vùng phía Nam giao động trên dưới 42.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bầu lai bán buôn cho thương lái tại Hà Nam, Hà Nội đạt trên dưới 45.000 đồng mỗi kg. Tại các vùng miền Trung, giá vịt duy trì ở mức từ 43.000 đồng đến 45.000 đồng mỗi kg. So với mặt hàng vịt thịt, ngan thịt được giá cao hơn trên 70.000 đồng mỗi kg. Giá ngan trắng bán buôn ở Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc từ 72.000 đồng đến 75.000 đồng mỗi kg, tùy loại. Dù giá cao nhưng số lượng ngan thịt hàng đẹp ngày càng khan. Có thời điểm chúng tôi săn tìm cả tuần mới có hàng cung cấp cho khách, ông Phạm Văn Ngọ ở Lục Nam, Bắc Giang tiết lộ. Giá vịt trời bán tốt được 90.000 đồng mỗi con. Giá vịt siêu trứng bán thịt từ 54.000 đồng đến 65.000 đồng mỗi con. Theo một số chủ trại nuôi gà trống tiến ở Hà Nội, thời điểm này đang có nhiều khách đặt hàng. Tuy vào độ tuổi và mã gà mà có giá từ 250.000 đồng đến trên 400.000 đồng mỗi kg. Bà Phạm Thị Mỡ ở Bà Vì, Hà Nội cho hay, gà trống thiến là một sản phẩm đòi hỏi nhiều công phu, tỉ mỉ, gà phải được nở vào tháng riêng, thiến gà vào tháng tư, tháng năm, âm lịch, vì lúc này thời tiết ấm áp và đã có lúa chiêm, gà ít bệnh, lớn nhanh và lành dễ nuôi gà thái giám là cách gọi khác của gà trống thiến. Loại gà miến này sau khi được lấy kê từ lúc còn nhỏ và nuôi dưỡng lại càng trở nên giá trị hơn. Sở dĩ, đặc điểm của loại gà này là lúc nào lông cũng mượt óng ả, à, màu ngắn vì không còn tính dục như gà thường. Chân của gà thái giám rất vàng và nổi bật là hai hàng chỉ đỏ hai bên rất dễ nhận biết. Theo bà Mơ, tuy thân hình không lớn, nhưng gà miến được bán với giá cao hơn hẳn các giống gà khác nhờ hình thức đẹp và thịt có vị thơm, ngon, dai da gà ăn rất giòn được người tiêu dùng ưa chuộng